Dạ, sắp đồ si trên neo đồng hồ, kênh đồng hồ si Nhật Thụy trên neo. Hôm nay em sẽ xả hàng tồn cho mọi người nha. Tại vì hàng tồn mà để nhà lâu quá em sợ lạc hàng á. Với một phần là nói chung là những cái hàng này là đã chạy mấy tháng nay rồi, cho nên là mọi người không phải sợ ha. Nhưng mà vì cái giá em bán ra là em sẽ xả hết mức có thể luôn. Em có thể có những mẫu em sẽ xả xuống 50% luôn, có nghĩa là bằng một nửa giá luôn. Và có những mẫu em về vốn, cho nên em sẽ bao chạy cho mình trong vòng là 7 ngày kể từ ngày mình nhận ha. Có nghĩa là khi em không tính cái thời gian em giao hàng, khi em giao hàng xong rồi á, mọi người nhận hàng rồi bắt đầu làm mới tính từ cái ngày mọi người nhận đó, là em sẽ bao chạy thêm 7 ngày. Những cái hàng như thế này là nó đã chạy mấy tháng nay rồi, nhưng mà giống như kiểu em không bán được á. Thường là một một cái clip em lên là 40 mẫu đi, thì em bán tầm khoảng 30 mẫu, em sẽ tồn lại 10 mẫu. Ví dụ là như vậy, thì 10 mẫu đó nó lại kéo qua từng những từ phiên như vậy là nó đã chạy 1, 2 tháng, 3 tháng nay rồi. Cho nên đảm bảo là với mọi người là mọi người yên tâm về cái máy thì nó đã chạy ok ha. Còn những mẫu nào mà giống như em nói là em bao chạy trong vòng 7 ngày, có nghĩa là về trong vòng 7 ngày đó mà có vấn đề lỗi, em vẫn bảo hành cho mình luôn. Đó, nhưng mà tại vì em bán có một nửa giá thôi và em về vốn thôi, cho nên cái thời gian bảo hành của em sẽ ngắn lại. Bình thường là em sẽ bảo hành 1 tháng đúng không, với cái giá niêm yết ban đầu, nhưng mà giờ em giảm cái tiền đó xuống rồi thì em sẽ bảo hành 7 ngày nha. Bảo hành 7 ngày kể từ ngày nhận ha. Rồi nếu như mà về lỗi trong 7 ngày đó thì mọi người gửi về cho em, thì tiền phí ship mà mọi người gửi á thì mọi người chịu. Còn tiền mà phí ship em gửi đi á, em sẽ chịu, coi như mỗi người chia một nửa ha. Nhưng mà em nói là cái đó là trường hợp là xấu nhất và chỉ có một hai trường hợp thôi, chứ không phải là những cái hàng này là lỗi hết. Tại vì những cái hàng này là hàng em bán không được, rồi em để đây thì nó đã có cái thời gian để em test rồi và rất là lâu, và nó đã chạy rất là lâu. Thì những cái hàng này mọi người mua nó còn yên tâm hơn nữa. Những cái hàng mới mà em mới lên phiên là em chỉ vừa mới bỏ pin thôi. Đó, em nó còn chưa yên tâm bằng những cái hàng này, như là mọi người yên tâm về cái độ mà lỗi này nọ ha. Nó đã có thời gian sử dụng lâu rồi. Rồi ha, sẵn đây em cũng nói vậy luôn. Còn về vấn đề mà thường em bán rẻ quá nên là về vấn đề nước á, thì mọi người làm ơn là nói chung là có những mẫu mà của nữ á, mình không có chống nước hoặc là mình sợ thôi, chứ thực ra nó có những con đã chống nước rồi. Nhưng mà nếu mà mình sợ á thì cái đó mình đi kiểm tra nước giùm cho em ha. Mình ra thợ, mình cho thợ 10-20 ngàn gì đó là thợ họ kiểm tra cái ron nước xong ok. Có những mẫu là kiểm tra xong mà không cần phải bo keo, có những mẫu mà kiểm tra xong rồi là bo keo những cái chỗ bị hở này nọ thì là mình cho thợ vài chục ngàn thì họ họ sẽ làm nha. Tại vì những cái hàng mà em xả hàng như vậy là em sẽ không có làm, mọi người hiểu không? Tại vì giá là về vốn rồi, em không thể nào để thợ làm mà tốn thời gian và tốn tiền thợ á. Cho nên mọi người nhớ thông cảm cho em điều đó, vì cái giá nó quyết định tất cả nha. Giá nó đã rẻ rồi á, thành ra mọi người phải chịu khó giùm em cái vấn đề đó. Còn về vấn đề bảo hành thì em vẫn bảo hành thêm 7 ngày kể từ ngày mọi người nhận ha. Nói chung là yên tâm là những cái hàng như thế này nó đã chạy rất là lâu rồi, nó không có lỗi đâu, nó còn êm hơn những cái hàng mà ấy thôi. Nó chỉ có một vài trường hợp thôi, rất là ít đó, em chỉ nói là giả sử thôi ha. Rồi bên em thì cứ cứ như những cái phiên khác thôi, chuyển khoản cọc thì chốt đơn, em cũng sẽ đọc mã luôn, em cũng sẽ đọc mã cho mình. Và em hai thùng này em sẽ lên không hết một video ha, em sẽ lên hai video, cho nên mọi người xem video một rồi nhớ qua video thứ hai. Nếu mọi người không thấy nó hiển thị lên màn hình á thì mình có thể vào trong cái phần thanh tìm kiếm của YouTube, mình đọc giùm em tên kênh ha, đồng hồ si Nhật Thụy trên neo, nó sẽ ra hẳn một cái kênh của em. Rồi ra cái kênh của em nó sẽ có video 1, video 2 theo thứ tự mà em up luôn. Đó, để mọi người tránh bỏ lỡ những cái mẫu mà đẹp rẻ xịn ha. Rồi bây giờ em chuẩn bị lên. À sẵn đây em có giới thiệu, em có về những cái hộp trầm ha. Em có về hộp trầm cũng không có nhiều đâu mọi người, số lượng chỉ có 20 hộp thôi. Đó. Nếu như mà với anh chị nào mình muốn mua sỉ á, với liên hệ em vẫn có hàng số lượng cho mình. Nói chung là cũng tầm 100 hộp đổ lại ha, nếu mà mình muốn mua sỉ. Đó, còn bên em thì sỉ từ 10 hộp là có sỉ rồi ha, nhưng mà nếu từ 2 30 hộp trở lên thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rồi bây giờ em sẽ đọc giá lẻ ha. Còn cái này hộp trầm á là em thanh lý lại của
của shop phong thủy nha. Đây là cái tên của shop phong thủy đó nha, và có mã vạch luôn nè. Đây là trầm hương cao cấp Tống Gia nha. Tát của phong thủy họ bán là 1,8 triệu một bộ này ha. Em để vào trong cái túi zip để nó không bị bay mùi á. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Người thấy không? Tại bữa nay em quay ban ngày ha, vừa ánh nắng vừa ánh đèn nên là nó sẽ sáng hơn bình thường á. Đó, rất là đẹp luôn. Thấy không? Mọi người thấy không? Rất là đẹp nha. Nó có những cái vân nè. Con này em chưa có đếm hạt nữa. Nó tầm 108, 110 hạt cỡ đó nha. Em chưa có đếm hạt luôn á. Đó, có cái bông hoa ở đây nè, rất là đẹp ha. Và đây này, đây. Tất cả luôn, có cả mã vạch này nọ đầy đủ ha mọi người. Từ để em zoom cho mình coi đó. Đó có mã vạch nè và có đầy đủ nha. Tách người ta đang bán là 1 triệu 8 nè mọi người. Con này, hàng này là hàng trầm sánh nha, trầm sánh rép cho em. Để em hủy. Mùi rất là thơm luôn, mùi rất là tịnh nha, nghe rất là tịnh luôn. Đó. Thì nguyên một cái bộ thì tất cả giống nhau hết nha. Em chỉ lên tiêu biểu một hộp thôi. Thì nếu mọi người mua một hộp thì giá là sẽ là 250.000. Còn mình mua từ 2 hộp, 3 hộp thì giá sẽ còn 200.000. Nha mọi người, từ 2 cho tới 3 hộp là giá sẽ còn 200.000, 3 tới 5 hộp cũng là 200.000. Mọi người mua từ 10 hộp thì giá em sẽ viết xuống, cái đó mọi người inbox cho em ha. Còn từ 10 hộp đổ về á thì sẽ là 200.000, còn một hộp là 250.000 nha cho em. Đây, cái hộp rất là đẹp nha. Đây là bằng vải gấm nha mọi người, trong đây bằng vải gấm nha. Mình tặng mang rất là ý nghĩa luôn, tại vì sắp tới mùa Vu Lan nên là em mới mới bán á. Em ít khi nào bán cái hàng này lắm, tại vì em không có thời gian làm cho hàng đồng hồ nữa. Thành ra là em thấy mùa Vu Lan mà nhiều người, nhiều khách cũng hỏi á, nên em sẽ bán nha. Hộp kỳ này nó còn đẹp hơn hộp kỳ trước, và phần bên ngoài là bằng gỗ cho em nha. Còn cái này là lót nhung, mình tặng rất là trân trọng và sang luôn. Đó. Mình lấy thì inbox cho em hộp trầm nha. Gọi điện thoại cũng được. Thời gian check đơn của em là từ 12 giờ trưa cho đến tối muộn ha. Muộn quá thì mọi người cứ inbox cho em, nhưng mà tầm khoảng 1 giờ là em hết trả lời được rồi nha. Tại vì em lo làm hàng á mọi người. Rồi bây giờ đầu tiên em sẽ lên cho mình một cái mã này ha. Mã này trước em bán 600 nè, em còn nguyên cái mã luôn nè. Đó. Con này là con Senko cho em. Senko nha. Rất là đẹp luôn. Đó, bản này, bản Senko này là máy đời cổ ngày xưa, máy nó rất là phức tạp luôn nha. Da đà điểu luôn mọi người, đập cặp dây này không là 100 mấy nếu mà em bán ra. Mọi người mua cũng 200 rồi đúng không? Rồi bữa nay em sẽ xả xuống con này là 300 ngàn. Con này là 600, em xả còn 300. Cho nên về vấn đề nước hay tất cả mọi thứ thì mọi người phải đi làm thợ giùm em không có thời gian làm nha. Tại vì em đã xả xuống nửa giá tiền rồi mọi người hiểu không? Đó, về bảo hành thì em cũng có nói rõ ở đầu video ha. Em sẽ bao chạy cho mình 7 ngày kể từ ngày mình nhận. Hiện tại bây giờ là nó đang chạy nè. Đó, bây giờ em đang quay là 1:03. Đó, mọi người thấy không? Rất là chuẩn giờ nha. Để em cho mọi người xem. Em quay là 1:03 nè, em đưa điện thoại lên cho mọi người xem nha. Để xem xíu. Đây nè. 1:05 đúng không? Con này nó đang chạy 1 giờ nè, 1 giờ mấy nè, vì là em chỉnh nó có sai lệch một xíu do cái đồng hồ dưới em đó. Chứ thực ra nó đang chạy nha mọi người, nó đang chạy nha. Chứ không có cách nào mà nó vẫn đang chạy 1 giờ 3 nha. Em chỉnh nó sai 1 2 phút á. 1 giờ 03 là 1 giờ 05 nha mọi người. Đó, con này em sẽ bán 300. Để em coi bữa nay lấy cái mã gì cho nó hay hay. Thôi bữa nay là em xả cho nên mã nó sẽ là mã ít đi ha. Mã ít sờ xe nha mọi người. Ít nha. Ít một cho em con này 300. Về vấn đề nước thì mọi người tự làm nha. Rồi về phi ship á. Là bên em sẽ phi ship từ 3 sản phẩm nha.
Tại vì em đã xả phân nửa giá rồi nên là không thể nào mà ví dụ như 300 hay 400 mà bắt em phi được là em không phi được. Tại vì em giảm phân nửa rồi thì em sẽ phi ship từ 3 sản phẩm trở lên. Mọi người mua hai sản phẩm đổ về thì mọi người chịu dùm em là từ 30.000 cho tới 35.000 phí ship. Mọi người cọc thì mọi người trả phí ship đó, còn từ 3 sản phẩm trở lên mọi người chuyển khoản hết thì bên em sẽ phí ship. Rồi mã này là mã X1 cho em đây. X1 cho em 300.000 cho một con Senko. À em quên đo size cho mình ha. Size của nó là 25.000 nhân cho 30. 25 nhân 30 không tính càng nha mọi người. Đó, em không tính càng nha. Rồi tiếp tục cho em sẽ lên một con này là con Swatch Whip, bữa trước em bán 400 nè mọi người. Con này là full hộp nha. Full hộp cho em nha. Đó, rất là đẹp luôn và đang chạy nha, rất là đúng giờ nha, chuẩn cho em nha. Con này Thụy Sĩ nha mọi người. Size con này là 33 34 nha. Rất là đẹp luôn đó, mà vì mẫu nó đơn giản quá nên là nó còn tồn lại đó. Rồi con này em sẽ xả là 250k. Mã của nó sẽ là mã X2 cho em nha. Bữa nay là xả sập sàn luôn. Mọi người mua về cũng có lời luôn nha. Mua về mà bán cũng có lời luôn. Mà anh chị nào mua về đeo cũng mua được rẻ nha. Em chỉ xả giống như khi hàng tồn về thôi, chứ không ngày thường là em không thể nào bán giá này được nha mọi người. Bán giá này chỉ có phá sản thôi. Đó. Còn cái vì là hàng tồn là em săn siêu săn từ những các lô mới, các lô khác á thì em mới bán được, còn mà mới hàng mới về mà khui kiện là không thể nào bán được giá này. Giá này là không về vốn được kiện luôn. Rồi nha, lên cho em con này. Con này bữa trước em bán 600 mã B3 này đó, thấy không? Em sẽ chừa đãi để lại cái mã cho mọi người xem luôn là em bán bao nhiêu tiền luôn nha. Con này là Baby G, hiện tại đang chạy chuẩn giờ cho em 1:08 nè mọi người thấy không? Và ở trong đây, ở cái mặt ở trong đây cọc số của nó là đính kim cương ha, đính diamond nha. Mọi người hiểu không? Bình thường Baby G nó chỉ có điện tử thôi hoặc kim thôi. Ít con nào mở đính hộp bên trong như vậy lắm. Đó, con này rất là đẹp luôn nên mua nha mọi người. Đó, mã của nó là BRD102 nha. Con này là nên mua nha, quá đẹp, quá chuẩn luôn á. Nè, vỏ của nó nè. Đó, rất là đẹp. Vỏ nó sản xuất tại China thì không sao nha mọi người, miễn sao nó là Casio chính hãng nha. Còn nó lập nhà máy sản xuất ở đâu thì tạ kệ nó lập ở nhà máy Việt Nam nó cũng ghi Việt Nam được vậy đúng không? Cho nên là mọi người đừng có quan tâm cái vấn đề đó, chỉ quan tâm bộ máy là bộ máy Casio chính hãng là ok. Con này em bán 600 bữa đó đúng không? Bữa nay em sẽ xả xuống còn 350k. Gần 50% luôn á mọi người. 350k X3 cho em. Rồi. Tiếp tục nha. Tiếp tục nha, em bóc nè, mỗi bên cái vậy đó. Con này bữa trước em bán 500 nè, con này con Oban nè. Đó. Nói thật luôn là những cái mẫu này mà em chịu khó chụp hình đó, xong mà em chạy quảng cáo trên trang bay của em á thì em sẽ bán được với cái giá bình thường này luôn. Nhưng mà thay vì em suy nghĩ mình tốn tiền quảng cáo đúng không, thì thôi mình giảm cái tiền đó xuống, mình giảm cái giá tiền xuống để cho anh chị mua cho nó lẹ. Đó, con này là kính tràng viền cho em, kính giác cạnh và mặt Oban nha. Bình thường Oban bán 500 là đã rẻ rồi đúng không? Con này máy Oban máy Nhật nha mọi người. Đó, dây này dây da đà điểu nha, dây rất là làm rất là kỹ tỉ mỉ, cắt dây đồ này nọ rất là lãi luôn mà bán không được mọi người hiểu không? Cho nên là họ phải ủng hộ em khi mà em xả như thế. Size của nó là size 25 nha. Đây nè, lên tay cho mọi người coi nè. Trời ơi, sang chảnh gì đâu luôn á. Và đang chạy rất là chuẩn giờ, 1 giờ mấy rồi thấy không? Hầu như những con này đã có thời gian nó chạy lâu lâu rồi. Con này bữa trước bán 500 nè. Bữa nay em sẽ bán con này 350 nha. Mã của nó sẽ là mã X4 cho em. Khi mà em đã bán giá này rồi thì mọi người không trả giá giùm em nha. Em không có thích trả giá đâu mọi người, tại vì giống như đang kiểu như là khách quen hay khách mới gì mình đang vui vẻ với nhau mà tự nhiên trả giá xong hết vui luôn mọi người, thiệt luôn á. Cho nên là giá này là rẻ rồi cho nên là không có trả giá giùm em nha. Cho dù mọi người có mua 10 mẫu đi nữa em cũng không bớt được nha, tại vì đó là cái giá này là giá về vốn nha mọi người. X4 cho em 350.
Có con về vốn, có con lỗ luôn á. Nhưng mà vì có những cái lô khác mình săn siêu sang được. Rồi con này là con Thụy Sĩ nè. Hồi trước bữa bán 650 nè. Con này là con Thụy Sĩ, máy Thụy Sĩ vàng nha. Đó, Jun Chan nè. Mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Trời, hàng si mà mình như vậy là đánh giá là đẹp lắm rồi đó mọi người. Đó. Cái này là dạng cái màu nó như vậy nha, chứ không phải nó phai đâu nha mọi người. Nó làm màu nó như vậy á, giống như đờ mi á. Đó, rất là đẹp luôn mọi người nhìn nè. Sang chảnh cực kỳ luôn á. Con này mà nằm trong lô mới là em không có bán được rồi đó. Mà tại vì nằm trong lô cũ mới bán được nha. Sweetmore máy Thụy Sĩ vàng nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Dán dây phải nói là sang chảnh cực kỳ luôn. Đeo này như đeo dây lắc vàng luôn á. Đang chạy chuẩn giờ nè mọi người thấy không? Đó, em cho mọi người biết giờ giờ em đang quay và giờ nó luôn á. Rồi mã này bữa trước em bán 650 nha. Bữa nay em sẽ bán 400 con này. Mã của nó sẽ là mã X5 nha mọi người. 400 con này cho em. Đó, Thụy Sĩ nha. Em bán bằng giá Nhật bình thường luôn á. Nên là mọi người phải ủng hộ em. Đó, không được trả giá em. Thường là em ít khi nào em bớt lắm. Ít khi nào em bớt lắm. Em tặng thì có. Giống như là em sẽ thấy khách đó mua nhiều lần và không trả giá là em sẽ tự bỏ đồ vô em tặng, em cũng không nói luôn. Thường là bỏ đồ vô em tặng về nhà mọi người nhận, mọi người biết rồi. Thường có nhiều khách vậy lắm á, có nhiều khách được quà tặng của em lắm á, nhưng mà cứ trả giá em lại không thích rồi. Ý là không thích mà kiểu như là mình không có được vui nữa, thành ra mình không có tâm trạng để mình tặng nữa. Rồi tiếp tục nha. Con này là con Volkswagen Warren, có khách đặt nhưng mà không hồi âm nên em sẽ bán luôn. Đó, con Volkswagen Warren, thương hiệu này của xe ô tô mọi người, đích còn tem chưa lột nha. Dây tất cả đồ ok hết và đang chạy chuẩn giờ cho em nha, size 3840. Mã của nó sẽ là mã này, hôm bữa là bán con này là 300.000 mã V32, bữa nay em xả xuống 180.000 X6 cho em nha. Mã X6 cho em 180.000 con Volkswagen Warren này quá xịn sò luôn. Định bán 200 mà bớt xuống 180 số cho đẹp luôn á. 180.000 cho em X6 nha. Con này chạy sẵn rồi về mọi người, dù như bán thì chỉ việc bán rồi, mà đeo thì chỉ việc đeo thôi. Rồi tiếp tục cho em nha, em lên con này nè. Mọi người nghĩ hàng xả là sẽ không có cơ à? Vẫn có cơ nhé. Con này là cơ Orin cho em 3A dòng Dilusut của Wismer 21G nha. Con này là hai ô cửa lịch cho em. Đó, hai ô cửa lịch nha mọi người. Núm là núm nó hơi 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 phai một xíu. Với lại em nói cho mọi người nghe nha, cái con này á, đó như em đụng vô nó chạy nè mọi người thấy không? Em đụng vô nó chạy nè. Con này nó đang chạy rất là ok, nhưng mà cái phần mà lên cót của nó sẽ hơi bị kiểu hơi cứng một xíu, vẫn lên bình thường nhưng mà hơi cứng tay một xíu ha. Đó, em chỉ nói vậy thôi, còn ngoài ra rất là ok, em đã lau dầu rồi. Ở đằng sau của nó nè nha. Đó, đít xoáy nha và cái nhìn mông là biết xịn là đúng không con Orin này. Da là da đà điểu luôn, bộ da với bộ khóa là hơn 200 ngàn rồi đúng không? Size của nó sẽ là size 36.2 cho em. Con này giống như dòng cơ cổ á mọi người. Đó, bữa trước nè em bán con này 1,4 triệu nè đúng không? Bữa nay em xả xuống 1 triệu nha, mất 400 ngàn luôn á. Em con này em sẽ bao chạy cho mình trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận nha. Và hiện tại bây giờ em cầm cho mọi người thấy nó vẫn đang chạy và máy đã lau dầu rồi, tất cả mọi thứ đã test rồi ha. Cái này em bán rẻ nên thời gian bảo hành em ngắn thôi chứ không việc gì hết nha mọi người. Mã của nó sẽ là mã X7 cho em. Mã nó sẽ là mã X7 nha. Em sẽ lên hai video nha, tại vì một video sẽ là nó mấy tiếng lận, mọi người coi cũng làm biếng nữa. Cho nên là em sẽ lên hai video. X7 cho em con này 1 triệu này nha, quá rẻ luôn. Nội bộ dây với lại bộ khóa hơn 200 rồi, tính ra còn có 800 700 mấy cái đồng hồ thôi. Đúng không mọi người? Rồi tiếp tục cho em nha. Em sẽ lên con này, bữa trước em bán con này 650 nha, con này là dòng hiệu Pháp mà. Hiệu Pháp Lammer mọi người, ai chơi đồng hồ là hiểu nha. Con này là hiệu Lammer và con này là dây quấn nè. Dây quấn vậy mà nhìn dây nha, không có bị hư một chỗ nào hết nha mọi người. Không hề bị chỗ nào nha. Cái dây này là nó dạng dẻo á,
dạng dai dẻo để mình quấn lại ở da đá là đá sỏi nè. Em không có chuyên về trang sức nên em không biết đá này là đá gì đâu. Đó, đằng sau của nó nè. Đó, mấy dẹp bên mo chuẩn đàng hoàng cho em nha. Dây quấn như vậy mình sẽ quấn hai vòng, mình quấn bao nhiêu vòng thì mình miễn vừa với cái tay mình thôi. Như tay em nhỏ là em quấn như đây vòng nè. Sau đó mình gài ra đằng sau cho em nha. Đây gài ra cái chỗ này. Đó, khóa nè, khóa zin đàng hoàng nha, rất là đẹp luôn. Con này rất là sport nha mọi người. Mình kết hợp với đồ thể thao hoặc là áo thun cũng rất là ok luôn. Mình đi mình chạy ô mô tô hay là nói chung là tất cả những cái gì mà liên quan đến thể thao là đều ok hết. Rất là tây nha, màu rất là tây luôn. Đó, size của nó em sẽ đo size mặt nha mọi người. Size mặt nha, còn tay thì tay nào cũng vừa, size 23 nhưng cho 27 không tính càng. Mã của con này bữa em bán 650 đúng không? Bữa nay em sẽ bán xuống là 400 nha. Em giảm mất 250 ngàn luôn á. Con này em sẽ bán 400 nha mọi người. Mã của nó sẽ là mã X8 cho em. 400 ngàn nha, quá rẻ cho một con hiệu Pháp lâm mơ. Rồi tiếp tục là em lại bóc qua bên này. Như con này đây. Con này là bữa trước em bán 500 nè. Con này là con Nissan. Rồi tiếp tục nha mọi người. Ủa em đâu đang lên con gì quá mất tiêu rồi. Đây, con này là con Nissan nha. Nissan bản dây rất là ok luôn, vẫn còn xài được bình thường nha mọi người. Đây, cái chỗ này là do nó kiểu như nó quẹt tới quẹt lui, nó bị chạy á. Chứ bình thường cũng chưa, không có gì hết trơn nha mọi người. Chuẩn zin cho em nha, vỏ thép đúc nha, đang chạy rất là ok. Chuẩn giờ, có lại có dạ quang luôn nha. Bữa trước em bán năm con này 500 nè. Đúng không? Bữa nay em xả xuống 280 nha. Quá rẻ luôn. Mã của nó sẽ là mã X9 cho em. Rồi tiếp tục nha. Tiếp tục em lên một con này là con này xịn nè nha mọi người, hàng xịn không à. Con này là con Angel Head nha. Black Lady nè, rất là đẹp luôn. Cọc kim vàng nha, mặt số 2 lòng cho em và núm ngược bên này ha. Núm bên tay trái nè. Cái viền này là nó đính đá nè ha, đính đá diamond đen nha. Đó, vỏ thép đúc phủ sơn tĩnh điện rất là bền màu nha. Khóa zin cho em luôn. Đó, đít xoáy nha. Đít xoáy là con này chống nước chắc luôn nè. Đó, đít xoáy nha mọi người, dẹp bên mo nè, thấy không? Đó, chống nước 10 ATM luôn. Rất là đẹp luôn nha. Size của nó là size 37 cho em, 36.4 là gần 37 ha. Nè, lên tay nè. Phải nói luôn, sang xịn mịn luôn. Đó. Con này để em coi coi tay nó tầm bao nhiêu là vừa. Tại vì thường hàng sale mà không có làm mắt. Tới đây của em trên đây là 15, tay này chắc tầm 16 năm á. 16 16 năm đổ về ha. Đó, nói chung cũng còn dài. Mã con này bữa trước em bán con này là 380 nè. Đúng không? Bữa nay em sẽ bán với giá là 220. 220 cho em. Mã của nó sẽ là mã X10 nha. Quá rẻ luôn nha mọi người, thép đúc nha mọi người. Mình nhìn mình biết là hàng xịn liền đúng không? Hàng thời trang là em nói hàng thời trang mà hàng xịn là nó hàng xịn. Con này cho em X10. 220 cho em giảm xuống 160 rồi đó mọi người. Mà trong khi giá trị nó có 300 mấy là giảm xuống 160 là gần 50%. Rồi tiếp tục nha. Em lên một con này, con Phu La bữa trước bán 500 nè. Ý là từ giá 650 xong 500 rồi đó mọi người. Con này là dây zin hết toàn bộ nha. Zin hết toàn bộ cho em nha. Bản dây này là họ hãng họ làm là dây da dập vân da trăng á. Và họ làm cái màu loan rất là đẹp. Màu xanh ngọc loan rất là đẹp luôn. Dán tên vuông, con này lật mặt nha. Đó, lật qua bên đây nè. Lật tới, lật lui nè, mọi người thấy không? Đó, nó làm giống Versace á. Và dán này dán vuông tên và cọc số la mã hai lòng cho em rất là đẹp nha. Vỏ là vỏ thép đúc nha mọi người, nên là cái này mình xì ba được vô tư hết á. Mà vì em bán xả rồi cho nên là em không có xì ba, mà những cái mẫu này em đã xì ba sẵn để mà mình bạ để em bán rồi. Em chỉ để trong thùng mấy tháng nay thôi á, cả 2 tháng nay thôi á. Đang chạy rất là đúng giờ nha, nó lên tay rất là vừa vặn và sang luôn.
hầu như những cái hàng này em xả không hề bị lỗi luôn á. Rồi con này cho em nè, để em đo size cái. Size ngang là 23 nha. Dọc là 30 nha, 29 30 nha. Dáng vuông này không to không nhỏ, dáng rất là vừa vặn. Con này em bán 500, hãng Phu La đàng hoàng đúng không? Bữa nay em sẽ xả xuống 300, mã của nó sẽ là mã X11 nha. Trời ơi, Phu La nào mà 300 mọi người, rẻ cực kỳ luôn á. Rồi tiếp tục cho em. Đây, con này là của Nam nè, con này dáng niềng Pepsi hay gì nè. Giống niềng Pepsi nè, con này con Obel. Obel nha, máy Nhật, máy Miyota. Cái này là niềng xoay ha. Niềng xoay hai màu cho em, cọc số này không biết có dạ không ta? Có, a à, kim dạ nha. Kim nó dạ sáng hơn. Đó. Dây là dây nóc nha mọi người, dây thép đúc nha. Dây thép đúc cho em và khóa gài thông minh nha. Dây thì là dây thép đúc nha, còn cái mặt của nó em không biết là bằng cái mặt, không biết có phải thép không nha. Đó, nói rõ ràng luôn. Đó, nhưng mà ở đằng sau nè. Cái này là dơ nha mọi người, bị dơ nha. Đằng sau nè đó, nó làm nè, để dẹp bên mo đàng hoàng không. Đó, con này làm dáng roulette nha mọi người. Size của nó là size 39.5 là gần 40 nha. Còn cái độ dài của dây để em đo thử coi. Tuột tới đây luôn chắc cỡ 17 nha mọi người. À, nó còn có cái này nữa mà. Nó còn cái này nới ra nè nè mọi người. Nè, nó còn nới ra được tới ngoài đây luôn mọi người. Cho nên nè, nó còn tới 4 mắt này nới ra tới ngoài đây nè. Con này dây dài vô tư nha. Tay tay to vô tư luôn. Rồi em bán con này làm bữa trước em bán con này bao nhiêu đây? Nè không, từ 750 không chúng 500 rồi đúng không? Bữa nay em bán con này làm 300, quá rẻ luôn. Mã của nó sẽ là mã X12 nha. Rồi tiếp tục cho em. Nhà quỳ tự dưới lên. Con này nè, bữa trước bán 1,5 triệu nè nha. Con này bị ví vang gì chả biết, không chịu đi nè. Con này là con cơ cổ Citizen 27G. Nó dòng Riston 7 Zebenmo là chuẩn luôn nha. Mà cái mặt trong của nó, cái chỗ này nó bị xanh nè mọi người thấy không. Mà nó bị chỗ cái này viền thôi. Nói chung không có đáng kể. Nó không phải nằm ngay mặt tiền đường này đâu. Đó. Có một cọc số, có một hai lịch nha. Cái một cái lịch thượng nè và một cái lịch gấp 3 giờ là hai lịch cho em. Nấm jean nha. Để em coi nấm nè. Đó, nấm jean cho em. Dây này là dạng như dây dây inox mà nó giống như hình trái banh đó mọi người. Giống hình mặt banh đó. Rất là đẹp. Dây thì em không biết có zin không nhưng mà về nguyên vậy em để nguyên vậy nha. Ở đằng sau của nó nè. Đó. Dây thì là để em coi nó tầm bao nhiêu. 17 16 năm 17 ha, 16 năm 17 tờ đó thôi. Mình có thể không thích thì mình thay da. Bên em có bán kèm dây da nữa, mọi người muốn thay thì thay, còn không về tự người lựa. Size 36.4 nha. Cơ cổ nha, cơ cổ size 36.4 là cũng to rồi đó mọi người. Rồi xả vía luôn nè. Con này 1,5 triệu đúng không? Bữa trước con này 1,5 triệu nè. Bữa nay em xả 1,050,000 nha. Trời ơi, mất 450 luôn á mọi người. 1,050,000 máy em đã lau dầu rồi nha. Về là mọi người chỉ việc là một là thay dây, hai là để về đeo thôi, cái gì trơn, hoặc là làm nước lại. X12 cho em nha. À X13 nha mọi người. X13 cho em, con này là 1,050,000 nha mọi người. Rồi tiếp tục cho em. Một con Fula nữa nè mọi người ơi, Fula hàng xịn đó. Fula là hàng xịn nữa nè. Nó cũng ngang ngửa Mastercard đồ đó. Nè rất là đẹp nha. Fula nè, vỏ thép đúc cho em nha. Fula sản xuất ở đó giờ tiêu chuẩn lắm. Vỏ thép đúc mạ vàng hồng cho em và núm nè. Núm zin nha. Ở đằng sau nè. Đó, nhìn là biết xịn rồi đúng không? Các tất cả các thông số luôn. Đó. Dây là nó về chung như vậy, mày không biết có zin không nha. Đó. Dây là nó về chung nguyên vậy nè. Nó về chung nguyên vậy nè, em thấy còn đẹp em để nguyên nè. Nói chung là rất là ok. Dây cũng dây xịn chứ không phải là dây dởm đâu.
Đó, mặt của nó là màu hồng sữa, rất là đẹp. Size của nó là size 32, 31.99 là 32. Ở đằng ở ngoài của nó cái màu hồng nó hơi hồng xíu nha. Đó. Hơi hồng một xíu nhẹ, một tông nhẹ, chắc nó cũng cỡ cái móng em, nhẹ hơn cái móng em xíu. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi bữa trước em bán con này 650 đúng không? Bữa trước em bán con này 650 nè. Rồi bữa nay em sẽ bán 300 luôn cho bằng con kia đi, để đừng mất công so sánh đúng không? Mã của nó sẽ là mã X14 nha. Đó, có những con em giảm 50%, có những con em giảm hơn 50%. 650 là còn 300 rồi, mà giảm mất 350 ngàn luôn mọi người. Về vốn mà. Mọi người phải thông hết sức thông cảm cho em. Mã của nó là X14 nha. 300. Ai mà chơi hàng này là biết rồi, nó chạy là nó chạy, mà nó không chạy là nó không chạy, là vài ngày là biết rồi. Rồi tiếp tục nha mọi người. Nè, cái này là cái con Skyron Đan Mạch nè. Con Skyron Đan Mạch nha nha. Thương hiệu đàng hoàng nha. Đó, nó là cái dạng gì em cũng biết nữa. Nó là gì nè, rất là dễ thương. Size của nó là size size 43. Đó. Bữa trước bán 500 nè, bữa nay xả 250 nha, 50% luôn nè. Mã của nó là X15 nha mọi người. Em á là em bán một thời gian là em xả xả. Tại vì em không có muốn để lâu á, nó chật nhà em lắm. Rồi tiếp tục nha mọi người. Con này là con Chonograph Phantem Chonograph nha. Và nó có 1 2 3 6 kim nha mọi người, nhưng mà thực ra là nó là cái này nó làm dạng vòng xoay á. Nó làm dạng vòng xoay á. Con này nó xoay luôn á. Tại vì em nhớ buổi trước em có bán một con rồi. Đó. Ở đằng sau nha, nó hơi bị dập 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 chỗ này nè mọi người. Nói chung mình đeo thì sẽ không thấy đâu, dập bên mo đàng hoàng luôn, size to nha. Vỏ là vỏ zin hết toàn bộ, da vỏ cao su zin hết nha. Mặt màu đỏ rất là yêu luôn. Size 49.8, size này rất là to luôn. Và góc lịch lúc đây nè, nhìn mặt rất là đẹp luôn á mọi người. Rồi con này buổi trước em bán 750 đúng không? Rồi bữa nay tại vì vừa vừa là giảm giá mà vừa nó bị đằng sau như vậy, em sẽ bán con này 320. Mã của nó sẽ là mã X15. Một con 6 kim. Quá rẻ luôn. Rồi em bán còn rẻ nữa mọi người. Mình nhập lô không bao giờ mà mình nhập người ta, mà giống như kiểu người ta nhập lô xong về người ta bán sỉ cho người ta bán lại, còn không có giá này luôn mọi người. X này là X16 cho em nha. 320. Cho nên là em phải phi ship được 3 con là vậy, nó rẻ quá mà làm sao mà em phi một con được đúng không? Rồi tiếp tục cho em con này, con Bentley nè. Con này con Bentley nha. Vỏ titanium cho em nha. Con Bentley này làm như cái lịnh này nó làm sao này đây. Để coi coi cái lịnh này nó bị cái gì mà thứ ba mà nó nhảy. Nó xoay thứ ba tới rồi mà nó còn muốn xoay qua tới bên này là sao ta? Từ từ để em coi coi có bị lộn ngày lộn giờ gì không. À hiểu rồi hiểu rồi hiểu rồi, em chỉnh sai múi giờ, bây giờ là trưa mà nó hiểu là buổi tối mọi người. Để em chỉnh lại nha. 1:46, 1:46 nè. Nè, lịch nó rất là êm luôn, không hề bị gì luôn. Mà tại nó tưởng đâu là 1 giờ mấy này là 1 giờ mấy sáng á, thành ra nó muốn nhảy qua ngày tiếp theo nữa mọi người. 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Vỏ titanium cho em mà đang có thời gian chạy rất là ok nữa. Đó. Mua cái này mới là yên tâm nè mọi người, đằng sau nè ha, zin hết luôn, đứt xoáy cho em nè. Mọi người nhìn mông nè ha. Đó. Size của nó là size 35.4. Dây của nó tầm cũng dài rồi nha. Dây nó tầm nhiều rồi nha, để em coi coi. Dây nó bự mọi người tầm 17 năm ha. Rồi lên cho em con này, em bữa trước em bán con này 600. Bữa nay em sẽ bán con này với giá là 300. Bentley đàng hoàng nha. Mã của nó là X17 cho em. X17 nha mọi người.
Rồi tiếp tục. Em lên con này là con hai mấy nè. Bữa trước bán 6 xong rồi còn 4 nè. Con này là con hai mấy cho em Mitchell Kenlin nha. Hai mấy Mitchell Kenlin nha, núm nè. Núm vuông rất là dễ thương không? Đó, rất là dễ thương. Cái này bị dơ thôi nha mọi người. Ở đằng sau nè. Đó mới in Japan đàng hoàng nha. Hai cái mã máy của nó nè. Máy này rất là mắc tiền về cái độ pin luôn á. Để em coi coi hiện tại bây giờ là 1:48. À, con này là kim dây. Còn con này là kim đồng hồ chính là kim dây nè. Nó vẫn là hai máy nhưng mà nó phân ra. Size là size 18 ngang nhưng cho 41.5, tại vì dán này dán dài nha, ngang nó ít xịt à, mà nó là dán dài á, để nó ôm vào như vậy nè. Đó. Rất là đẹp luôn. Dây này là dây màu xanh sữa nha. Không thích dây này cứ inbox em sẽ đổi dây cho mọi người, em sẽ chịu khó luôn mặc dù em bán rẻ. Đó, con này 400, xả 400 là rẻ đúng không? Bữa nay em sẽ xả xuống 280. Mã của nó sẽ là mã X18 cho em nha, X18. Rồi, tiếp tục nha mọi người ơi. DW nè. DW bữa trước bán 650 nè. DW dây lụa nha mọi người. Khóa nè. Ở đằng sau nè. Cái này em chưa đánh nha mọi người. Nói chung em sẽ cố gắng đánh cho mọi người yên tâm, mặc dù có xả mà vẫn phải đánh. Size 32 nha. Dây lụa dán zin nguyên con rất là đẹp. Đó. Nó so với hàng hộp thì nó không đẹp bằng hàng hộp được, nhưng mà nó vì nó đeo rồi mọi người, nhưng mà nói chung mình nhìn nó chấp nhận được. À, chỗ này nó có hơi nhẹ một tí nè. Đó. Rồi con này em xả luôn 650 bữa trước đúng không? Bữa nay em xả luôn là 350 nha. Trời ơi, đây đứt điêu nào 350 mọi người, chính hãng đàng hoàng nha mọi người. 350 cho em nha, mức 300 ngàn rồi đó mọi người. Mã của nó sẽ là mã X19 nha. Rồi tiếp tục cho em nha. Tiếp tục nha mọi người ơi. Cái này 580. Bữa trước bán con này 580. Tại vì nó là năng lượng. Con này năng lượng nha mọi người. Và nó có kim cọc đồ dạ quang hết nha. Một cái góc này, một cái góc ô lịch đây nè. Và con này hỗ trợ chống nước 100m. Và dòng Yunchan là dòng giống như dòng quy quy vậy mọi người. Nhật nha. Đằng sau chưa đánh nè. Để em sẽ đánh lại cho mọi người phần đằng sau ha. Đó, nói chung là cố gắng đánh bóng lại cho mọi người nhất có thể luôn. Size là size 34.2 nha. Size 34.2 cho em nha. Đó, dây của nó cũng còn khá là dài. Tầm 17 ha, 16 năm 17. Con này bữa trước em bán 580 ha. Bây giờ 250. Solar nha, mà em bán giá này là em chỉ bao chạy trong vòng mấy ngày thôi mọi người, nhớ là nhớ giùm em một cái ở chỗ đó nha. Gọi giá này mà đè em ra nó em xỉu luôn á. X20 cho em nha. 250 solar năng lượng đàng hoàng luôn. Rồi tiếp tục nha mọi người ơi, em lên một con dây quấn nè. Bữa trước bán con này 650 hả. Rồi dây quấn cũng còn hai con nè. Con này hiệu Lâm Mơ cũng giống hồi nãy nè, mà dáng nó khác, mặt nó hơi to xíu ha, to hơn hồi nãy một tí. Và dáng nó dáng bầu nha, vỏ bọc vàng luôn. Size của nó là size 25 ngang nhưng cho 29, cái chiều dài chiều ngang bằng nhau mà nó làm dạng bầu bầu tròn tròn múp múp á mọi người. Ở đằng sau nó nè. Đó. Và cái này là dây của nó là dây zin hết cho em nha. Zin hết luôn mà nó rất là đẹp luôn, không có bị hư chỗ nào hết trơn á. Và đây nè. Cái này nó có đính cái đá gì giống đá thạch anh nhưng mà em không biết nên không có nói được. Đó. Chuỗi nè. Cái này không thích mình có thể tháo ra đường này ha. Mình chơi da thôi cũng được.
tùy theo sở thích của mỗi người á, tùy theo sở thích của mỗi người nha. Khóa dây cho em luôn đó, dây đồ mọi thứ là ok hết nha. Nè, lên tay nè, này là đeo mặc đi, nói chung là mặc áo da rồi hoặc là mặc cái đồ thể thao, đồ róc róc đó mọi người, trời ơi nó đẹp thì thôi luôn, hoặc là vest đồ đó, áo da đồ đó đẹp lắm. Rồi con này em cũng xả 400 luôn, bằng con kia, mã của nó sẽ là mã Y21 nha mọi người. Con này là 400 cho em nha, trời ơi nó đẹp như giày mà. X21 400. Rồi, tiếp tục nha mọi người. Em lên một con, con này con ai nè. Ai này bữa trước bán 450 nè. Ai cho em nha, ai xịn nha, ai chính hãng nha, mới 2 triệu mấy mọi người. Vỏ nè, zin hết cho em luôn. Ở đằng sau nha. Đó, ở đằng sau nè. Trời, mọi người nhìn mà, vỏ nè. Không hề bị mục nha, mục là giờ quẹo vô vậy là gách rồi đó mọi người. Đó, cái này là vỏ cao su rất là mướt và mềm, rất là mịn luôn. Size của nó là size 38. Nè, lên nè. Cưng không? Cưng xỉu luôn á. Rồi, bữa trước bán 450 ha, bữa nay em sẽ bán với giá là 260.000. 260.000 nha. Không nổ tiền. Mã của nó sẽ là mã X22 cho em nha. Rồi, tiếp tục. Em lên con này là con gì đây? Con này bữa trước bán 250 hả? Con này là con Vincent lụa cho em. Vincent lụa máy dập bên nha mọi người. Rất là đẹp luôn nè, lụa hồi xưa á, lụa dáng hồi xưa. Màu nâu tay, màu nâu vàng vàng cánh tay chứ không phải nâu vàng chóe. Size của nó là size 28.6 là 29. Nhưng cho 34.9. Dáng mỏng nè ha. Bữa trước bán con này là 450, khóa gài thông minh luôn nè. Nè. Đó. Bữa trước bán con này 250 không? Bữa nay em sẽ bán với giá là 120. Mã của nó sẽ là mã X23 cho em. Rồi tiếp tục nha. Em đây con này con Adidas hả? Adidas nè, bữa trước bán con này 700 bao ship. Đó, trời nó đẹp như dây mà không lấy, buồn gì đâu. Cái này là bị dơ, em chưa có đánh nha mọi người. Nói chung em sẽ đánh cho mọi người yên tâm. Size của nó size 40.4. Đầy đủ luôn nha. Con này là em chưa chỉnh qua cái chế độ mà nó đang bị tiết kiệm pin đó. Nó chưa chỉnh qua, nó có đèn đầy đủ nè. Chưa chỉnh qua cái chế độ có loa nên mọi người yên tâm là nó sẽ có loa nha. Đó, khóa zin nè, khóa vàng luôn á mọi người. Trời nó đẹp. Rồi, lên cho em, nó mới lắm nha mọi người ơi, rất là mới. Rồi, con Adidas này em xả 500 nè. Mã của nó sẽ là mã X24 cho em, con này 500 nha. Con này nhập cao rồi, không có xả xuống được nữa. Con này là nhập giống như kiểu em bạn hàng với nhau á, xong rồi em thích quá cái em nhập á. Em cũng khùng nhá, mặc dù nhà mình đầy hàng anh mà mọi người hiểu không? 500 cho em nha. X24. Rồi tiếp tục. Con này bữa bán 300 nè. Con này dạng đồng cổ Freeway hàng máy Citizen đó mọi người, kim ngỗng nè. Nó làm màu đồng cổ nè. Nó đằng sau nè. Size của nó là size 32.2 ha. Đẹp không? Đẹp cực kỳ luôn. Rồi bữa nay em xả xuống 160. Mã của nó sẽ là mã X25 cho em.
Trời ơi, nó rẻ nha mọi người. Nó rẻ, dây da bò là xịn. Cái gì? Dây da bò em không giống dây da bò người ta đâu nha mọi người. Da bò em xịn lắm luôn á. X25 cho em nha. 160. Rồi, tiếp tục nha mọi người ơi. Con này là con gì đây? À, con này da xít máy kẹp vàng nha, xinh lam. Da xít máy kẹp vàng nha, vỏ cao su cho em. Dây cao su nha. Size của nó là size 33.7. Rồi, con này em bán với giá là 120.000. Mã của nó sẽ là mã X26 nha. 120 máy kẹp vàng đó mọi người ơi. X26 cho em. Rồi, tiếp tục nha. Con này con quen rơ thụy sĩ nè, bữa trước bán 600 nè. Con quen rơ là sweet mat nè mọi người đó, và viền là viền đờ mi nha, núm vặn cổ trai nha. Ở đằng núm này là núm jean nè đó, Inner Rodista nè, quen rơ thụy sĩ 185 mấy, 189 mấy nè. Sweet mat nè, ít xoáy nè, chống nước tốt nè. Size của nó là size 29 nha mọi người. 28 29 nha. Dây da bò nha. Lên tay nè. Rất là đẹp luôn. Rồi con này em xả với giá là 400 nha. Thụy Sĩ nha mọi người. Thụy Sĩ là phải giá này là rẻ lắm rồi đó. Bằng giá Nhật luôn á. Mã của nó sẽ là mã X27 cho em. Máy thụy sĩ xịn lắm mọi người. Rồi tiếp tục ha, em lên con này là con Angel Head nha mọi người. Con này chắc hết pin nè đó, con này em sẽ thay pin cho mình, chắc để lâu quá hết pin nè. Con này nó bị dơ thôi chứ không gì trơn, đính đá nè. Đó. Size của nó là size 16 nhưng cho 22 nha. Rất là đẹp luôn. Sau nè, Angel Head đàng hoàng nè. Bữa trước em bán con này 400 nè. Rồi bữa nay em thay pin lại cho mình, em bán với giá là 220. Mã của nó sẽ là mã X28 nha. Rồi tiếp tục luôn mọi người ơi. Em lên một con này là con Nevada mà bữa trước bán 400 là thấy rẻ rồi đó. Là Nevada nè. Nevada là có xước xác theo thời gian nha. Đó. Vì ngoài là cọc số La Mã nè, núm đinh đá đen dán rất là mỏng luôn. Dây nói chung cũng có hơi xước xác rồi nha mọi người, khóa gài thông khóa bướm nè. Ở đằng sau nè. Quýt nha. Đó, tình trạng như video quá rất là rõ. Bữa nay em quay 3 ngày đó, sáng cực kỳ luôn nè. Size của nó là size 29.4 nha. Rồi em bán với tình trạng như vậy luôn. Và đang hiện tại bây giờ là nó, con này hết pin rồi nè. Em sẽ thay pin cho. Con này mã của nó sẽ là mã, à con này bữa trước bán 400 nè, bữa nay em thay pin nè. Em bán 220 nha. Mã của nó sẽ là mã X29 cho em. Rồi tiếp tục nha. Con quen con này là con Bentley, bữa mới bán 500 mới đây nè. Đó, con này thì có xước xác nha mọi người. Mặt xanh cho em. Con này thì dây ngắn thôi. Coi dây tầm nhiêu. Con này tầm 15 à, tại tay em 15 đeo vừa. Rồi em bán con này dây ngắn quá, em bán rẻ luôn nè. 200 cho em. Đứt xoáy nha. Con này 200 cho em nha. Size của nó tầm 357 36 nè.
200 cho em, mã của nó sẽ hơn hơn 50% luôn, nó giảm. Mã của nó là X30 nha mọi người. Rồi tiếp tục. Rồi con này em lên con này nè. Con này là con Cabernet Dezuka nha. Đó, con này đẹp lắm nha mọi người, con này hàng xịn đó. Nè mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn, khóa bướm nha. Khóa bướm như nè. Mà nó làm như nè, cái mặt nó nhỏ nhưng mà nó kéo nguyên một bảng dây xuống nên nhìn không hề bị nhỏ mà rất là vừa vặn ha. Đó, rất là đẹp luôn, hiệu này rất là xịn rồi. Đó, mọi người nhìn nha, rất là đẹp luôn á. Size của nó là size size 14 thôi nhưng mà nó kéo nguyên một bảng dây xuống nên không hề cái bảng dây cũng không hề bị thô nữa. Trời ơi, rất là đẹp luôn, lấp lánh lấp lánh. Nó lấp lánh nó vì cái này nó làm giác cạnh nè. Rất là đẹp. Con này em nói đẹp là đẹp. Thép đúc nữa chứ. Rồi bữa trước bán con này 500, bữa nay em xả 300 nè. Mã của nó sẽ là mã hàng hiệu nha mọi người. Mã nó là mã X31 nha, trời ơi, quá rẻ luôn á. Không xem là tiếc lắm, thiệt không ai mà không xem video này tiếc một kỳ luôn. Rồi tiếp tục cho em nha. Em lên tiếp tục nha, con này cho nó đủ một tiếng thôi là em ngừng lại, em qua video mới. Con này là con Alexola chứ không phải Angel, nhầm, Alexenola nha. Và cái trái tim nó chạy nè. Đó, trái tim nó chạy nha mọi người. Dây da bò em thay rồi, da bò xịn nha. Và con này là có một cái trái tim đính ở đây nè, ở đằng sau nè, núm đính đá nè. Đó, cái mấy em xả giá này á, 1 triệu mọi người mua được mấy con á, 1 triệu mọi người phải mua được ít nhất là 3 con. Size của nó là size 27 nha, rất là đẹp luôn. Trời, cái này ai mà mua về bán thì lẹ lẹ vô đây coi này, lụm hàng bán đi mọi người. Rồi bữa trước bán con này 550 nha, bữa nay xả 300. Mã của nó sẽ là mã X32 cho em. Nó đang chạy ok luôn, nói chung hàng trong đây là toàn hàng được được test chạy mấy tháng không. Rồi tiếp tục nha mọi người, em lên con này là Enrico Alon nè. Đó, con này là nó còn nguyên cái bọc nè mọi người, em còn không buồn lột ra luôn á, tại vì nó mơ em để gì cho nó bớt chày á. Dây xương cá nè, Enrico rất là xịn nha. Đó, mọi người mà hay xem video em, con này hiệu Ý nè, không hiệu của Milano Ý, hay xem video của em thì biết cái Enrico là em bán ít nhất là 6-700. Size của nó là size 32.8 nè. Bữa trước đã xả con này rồi nè, 480. Rồi bữa nay em xả con này nguyên, nó còn cái tát mà rớt ra nè. À, cái tát nè. Đó, cái tát này em quăng vào đây luôn nè. Rồi nguyên như vậy luôn cho em là em bán với giá 300 nha. Mã của nó sẽ là mã X33 nha mọi người. Rồi tiếp tục nha mọi người. Con này là con bữa trước em bán con này là 600. Con này là con D home nha mọi người. D home nha, chạy máy CT á. Và dán tem vuông và làm dây đờ mi như vậy rất là đẹp. Mọi người thấy không? Nó đẹp cực kỳ luôn. Dán mỏng nha. Đằng sau nè. Đó. Cái này là dòng của CT nè, kim tự tháp nè mọi người thấy không? Size của nó là size 21 nhưng cho 29.5. Rồi lên tay nè. Đẹp ha. Để em coi dây tầm bao nhiêu. Hoa bướm.
Gen này tầm 16 năm 17 ha. Đó. Rồi lên cho em con này em bán với giá là, con này em sẽ bán với giá 270. Quá rẻ luôn. Mã của nó sẽ là mã X34 cho em. Con nó là thép đúc, đờ mi vàng, bọc vàng hết đó mọi người. Rồi tiếp tục nha. Còn em lên một con nữa cho đủ 1 tiếng đi. Rồi em lên con này nè. Con này là con Lux Citizen nha. Rất là đẹp luôn, vàng chanh cho em nha. Cọc số La Mã nè, mặt số hai lòng nè, ở đằng sau còn tem đít nè nha. Size của nó là size 17 nha. Con này là mặt số La Mã nên nhìn nó rất là khôn á mọi người. Nhìn cái nét rất là khôn luôn. Đẹp không? Rất là đẹp luôn, màu vàng chanh nha mọi người, không phải bị phai mà cái màu của nó vậy á. Màu nó màu vàng chanh, dành cho khách nào mà không thích vàng chóe, mình lấy con này là quá quá đỉnh của đỉnh luôn. Rồi, con này em xả nha. Bữa trước bán con này 500 480 gì nè. Rồi bữa nay em xả luôn là 260k, mã của nó sẽ là mã X X35 nha mọi người. Giá này thì em sẽ không có fix được nữa nên mọi người đừng có kêu là ừ em anh lấy nhiều hay là chị lấy nhiều và fix này lại không fix được đâu. Em bán vốn không mà. Rồi tiếp tục nha. Con này bữa trước bán 500 nè, con này là con Baby G mà nó có cái cọc số nổi mà cái đèn nó đẹp á mọi người. Mở cái đèn lên là nó muốn xỉu luôn nha. Mở đèn lên rất là thơ mộng. Nó đẹp lắm nha, tại vì ở đây có ánh sáng nhiều em không làm được á. Con này rất là đẹp. Nói chung là nam nữ gì đeo được hết, nhưng màu hồng thì để nữ đeo ha. Cái này cỡ tụi em cũng đeo được luôn á chứ không phải con nít đeo đâu nha mọi người. Cái này nó làm dây đen nên không có bị kén tuổi ha. Ở đằng sau nè. Đó. Size của nó là tầm 40 41 là đo cả viền, tại vì thường cái đo cái vỏ này nó dày á nên nó bị bờ bự thôi, chứ ra nó không có bự lắm đâu, em đo cái mặt tròn ở trong á. Nó chỉ có tầm 35 36 thôi à. Kim là kim có bầu hay cưng không? Đó, bữa trước bán 500 nè, bữa nay em xả xuống 300, mã của nó sẽ là mã X35 cho em nha. Ấy không, từ từ. Mã nó là X36 nha. Rồi tiếp tục cho em lên một con Senko nè. Con này bữa trước bán 650 nè. Con Senko này cho em vỏ cà phê sữa nha. Senko vỏ cà phê sữa cho em nha. Đó. Những cái con này là những con mà bị khách đổi á. Thì thường những cái hàng này thì em bán rất là chậm. Size 19.5 bởi vì em sợ đổi lắm. Mã của nó là mã 22.6 nha. Em sợ đổi lắm luôn, mặc dù đổi là khách lỗ nhưng mà em vẫn sợ. Rất là đẹp nha, lên tay rất là tiểu thư và sang chảnh luôn mà không hiểu sao vẫn ấy. Dáng vuông nè, vỏ mỏng nha. Máy là máy 7321 nè. Rồi em xả con này là 300 nha, bữa bán 650. Mã của nó sẽ là mã X 38 nha. À nhầm, từ từ. X 37 hả? X 37 cho em nha. Nó có những con mà 600 mấy em giảm còn giảm tới 300 mấy luôn á mọi người. Rồi con này bữa trước bán 400 con lụa nè. Con lụa này đính 12 viên diamond nè. Của hàng Yasit nè. Size của nó là size 21.6 nhưng cho 21. Rồi con lụa này em bán luôn 200 nha. Mã của nó sẽ là mã X38 nha. Những cái video hàng xả thì là mọi người đừng có căn cứ vô cái giá đó xong rồi
mốt em lên hàng mới cái mọi người nói ủa sao bữa trước thấy bán giá này mà bán giá này lại không chịu nha. Em không thích vậy đâu nha, đừng có so sánh nha mọi người. Tại vì người ta săn siêu sang từ những lô khác, nó khác với cái giá là mình vừa khui kiện. Cho nên mọi người phải hiểu là đừng có nói ủa sao con này vẫn là con này mà sao bữa đó em bán giá như vậy, mà bây giờ em bán giá như vậy em không chịu nha. Mình phải rõ ràng đâu ra đấy nha. Size của nó là size 37.8 nha, con này là 38, size 38 dáng lụa nha, hãng Đan Mạch. Hãng giống thằng Skyren nha mọi người. Đây nè, để chữ Đan Mạch nè mọi người thấy không? Ở đằng sau nè. Đó. Dáng dây lụa cho em nha, khóa jean nha. Dây lụa. Dáng mỏng. Y chang thằng Skyren Đan Mạch luôn. Đó. Con này nam nữ gì đeo được hết nha. Size 38. Con này bữa trước bán 650 nè. Rồi bữa nay em bán con này 350 nha. Mã của nó là mã X39 cho em. Rồi tiếp tục nha mọi người ơi. Em lên một con này. Con này là con Senko nha. Senko bữa trước bán 500, 500 như thế này nè. Senko rất là đẹp luôn. Đó. Em lên con này xong là em dừng lại video này nha. Đó rất là đẹp nha. Vỏ dáng mỏng thép đúc rất là đẹp luôn. Dáng mỏng nha. Nhìn tinh tế lắm luôn á. Rất là mỏng. Sử dụng bộ máy 5E31. Dây đồ này kia của nó luôn nha. Size của nó là size 32.9. Rất là đẹp luôn. À hàng này xả nó này không có bao đổi trả đâu. Chỉ là bao chạy trong vòng 7 ngày thôi. Chứ đừng nói về không thích trả là không chịu nha. Bây giờ em xả con này 300 nha, Senko chuẩn luôn á, mã của nó là mã X40. Rồi ha, em sẽ kết thúc video này. Ai mua trầm thì nhớ inbox cho em nha. Trầm này là trầm phong thủy. Nó còn có cái vấn đề là hỗ trợ may mắn cho cái người đeo nữa nha. Chứ không hề về cái việc mà vừa tặng mà vừa đeo nữa đó mọi người. Con đó là 200.000 một hộp nếu mua từ 2-3 hộp trở lên. 10 hộp đổ về là 200.000. Và một hộp thì 250 giùm em ha. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem cái video của em. Và em sẽ qua một cái video thứ hai để em sẽ tiếp tục hai thùng này nữa cho nó hết hàng ha. Mọi người nhớ ủng hộ hàng sale xã tồn nha. Để cho nó bớt rộng, cho nó rộng nhà nha. Rồi em cảm ơn mọi người.